Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả quý vị đồng ăn. Quý Phật tử có khỏe hết không? Khỏe rồi, như vậy tốt rồi. Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị, sự có mặt của Đạo Phật bất cứ ở một nơi nào, dù là ở một hòn đảo xa xôi hay là trong đất liền, hoặc là ở bất cứ một cái quốc độ nào, đều mong muốn đem lại sự cho đồng bào Phật tử và nhân dân trong vùng. Đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả những chư anh cốt hồn chiến sĩ trận vong đã quá vãng nơi mảnh đất này đều được siêu thoát. Và chính trong cái tinh thần đó thì hôm nay tại chùa Long Hưng thuộc đảo Bình Hưng của chúng ta, Đại Đức Thích Minh Hòa chủ trì đã tổ chức đạo tràng rất là ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là thầy trụ trì đã hoan hỷ cho gia đình Phật tử Ngọc Đặng tại thành phố Hồ Chí Minh cúng dường tôn tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cung thỉnh về chùa của chúng ta để tổ chức an vị. Và đây cũng là tượng Bồ Tát thứ hai mà gia đình Phật tử Ngọc Đặng phát tâm cúng dường. Vì cách nay vài tháng trước, chúng tôi cũng đã về đây để an vị tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính do gia đình Phật tử Ngọc Đặng phát tâm cúng dường. Và sáng nay với sự hiện diện chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng, Quý Thượng Tọa trong Ban Trị sự Phật Giáo của thành phố Cam Ranh cũng về tham dự. Và trong cái lễ này, gia đình Phật tử Ngọc Đặng lại phát tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Ban Kinh Sư từ tỉnh Đồng Nai về đây để đăng đàn chứng tế, cầu nguyện cho những hương linh, cô hồn chiến sĩ trận vong, những người vã vãng nơi biển đảo được siêu thoát, rồi tổ chức cúng dường trai tăng đến Chư Tôn Đức để thể hiện cái tinh thần kính Phật trọng tăng, và lại tiếp tục tổ chức lễ phát chẩn cho đồng bào nghèo. Rồi sáng ngày mai chúng ta lại tổ chức phóng sanh. Thì tất cả những cái việc làm này đều mang cái ý nghĩa hết sức là quan trọng trong nhà Phật, theo cái tinh thần Bồ Tát của Ngài Quan Thế Âm cũng như Ngài Địa Tạng mà được tôn thờ nơi chùa Long Hưng của chúng ta. Như vậy thì kể từ nay, nơi mái chùa của chúng ta có hai vị Bồ Tát. Một là Địa Bồ Tát Quan Thế Âm Lộ Thiên, hai là Bồ Tát Địa Tạng Vương Lộ Thiên đã an vị trên chùa Long Hưng của hòn đảo Bình Hưng này. Thì chúng tôi nghĩ rằng các ngài đã về đây an trú nơi đây thì với lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh, như những lời thể nguyện của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng sinh độ tận mới phương chứng Bồ Đề, thì Ngài luôn gia hộ cho tất cả quý vị sống trên hòn đảo này được mạnh khỏe, bình an, gia đình an vui, hạnh phúc. Và mỗi khi quý Phật tử
mà có về chùa lễ bái, dâng hương hoa cúng dường hai vị Bồ Tát Quan Âm và Địa Tạng. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng nên học theo cái hạnh của hai vị này. Các vị Bồ Tát thường ứng dụng cái pháp gọi là lục độ, là sáu cái phương pháp để các ngài độ chúng sinh và tu tập. Sáu phương pháp đó là gì? Tức là thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm thiền định, và thứ sáu là trí tuệ. Sáu phương pháp này gọi là pháp lục độ mà các hàng Bồ Tát thường ứng dụng để giáo hóa chúng sinh cũng như tu trì. Thì thứ nhất là cái pháp bố thí. Bố thí thì trong nhà Phật thông thường có hướng dẫn cho những người Phật tử chúng ta bố thí, thì có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Về tài thí thì nó có phần nội tài và ngoại tài. Bố thí ngoại tài là chúng ta có tiền bạc, vật chất, chúng ta chia sẻ đến những người khó khăn, nghèo khổ để giúp đỡ cho họ qua những cái cơn hoạn nạn nghèo khó. Đó là chúng ta bố thí về phần tài thí và ngoại tài. Còn về phần nội tài là có nhiều vị phát tâm hiến máu của mình cho những bệnh nhân mà đang điều trị thiếu máu, hoặc là có những vị hiến nửa trái thận. Đó là cái phần bố thí, cái phần trong thân thể của mình gọi là nội tài. Và hai phương pháp này chúng ta thực hiện để giúp cho những người bệnh tật hoặc là những người nghèo khó vượt qua cơn nguy khốn. Đó là chúng ta thực hiện cái hạnh bố thí mà trong pháp lục độ các vị Bồ Tát đã dạy cho chúng ta. Chẳng hạn như ngày xưa khi tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng có những lần ngài đã thực hiện cái phương pháp bố thí về nội tài. Là lúc bây giờ ngài ở trong một cái đàn khỉ chúa, thì một hôm có một nhà vua dẫn quân lính đi săn ở trên một cái vùng xa xôi hẻo lánh ở một hòn đảo. Và khi nhà vua và quân lính đến một cái con suối để mà rửa tay sau một buổi sáng đi săn bắn, thì bất chợt ở trên dòng suối có một cái loại trái cây nó chảy xuống, và nhà vua mới vớt được cái trái cây đó và sai quân lính bổ ra, xẻ ra. Ngài dùng cái trái cây đó, nó thơm ngon, ngọt, ngài rất là thích. Và qua đó ngài suy nghĩ rằng cái trái cây này nó từ trên cái dòng suối nó chảy xuống dưới này, như vậy là trên đầu nguồn cây suối thế nào cũng có cái cây, có cái trái này, nó rụng cho nên nó mới trôi xuống tới đây. Thành ra ngài mới dẫn quân lính đi dọc theo bờ suối để tìm đến cái cây mà có cái trái ngon ngọt đó. Thì khi đến đầu ngọn suối, ngài đã gặp được một cái cây rất là nhiều trái chín thơm. Nhưng mà trên cây đó có một bầy khỉ, nó đang hái trái để nó dùng. Bởi vì trái ngon chín thơm thì khỉ nó tìm đến để nó hái nó ăn. Nhưng mà bây giờ trời thì đã sắp tối rồi, cho nên ngài không biết làm sao để mà có thể bắt hết đàn khỉ mà hái trái cây. Do đó ngài mới sai quân lính hạ trại nơi cái gốc cây đó và bao dây chung quanh cái cây đó, và chờ đến sáng để ngài mới bắt những đàn khỉ và hái trái cây. Thì trong đêm đó, quý vị biết, con khỉ chúa nó đã biết được cái suy nghĩ của nhà vua, cho nên nó mới ra lệnh với tất cả những đàn khỉ nhỏ là hãy nghe theo lời của nó. Tức là bây giờ nếu mà muốn trốn đi cũng không được, xuống dưới gốc cây thì quân lính đã bao vây hết, không có đường lối thoát.
thì không có con đường nào để thoát khỏi cái cây này hết. Nhưng mà giữa cái cây này, nó cách qua bờ suối bên kia có một cây khác, nó sắp giao cành nhau, cách nhau cần khoảng hơn một thước. Thì con khỉ chúa này mới dùng thân mình để hai chân bám bên cành cây bên đây và hai tay nắm ở bên cành cây bên kia suối, và ra lệnh cho tất cả những khỉ con ở trong đàn đi trên mình của mình để vượt qua cái cây bên kia mà trốn sang bên bìa rừng, thoát khỏi được cái sự săn đón của nhà vua. Và quý vị biết sáng ngày mai thì nhà vua đến thì nhìn lên không còn thấy một con khỉ nào ở trên cây hết. Thì ngài cũng rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao mà đêm hôm là quân lính đã bao bọc xung quanh ngọn cây hết rồi thì đàn khỉ nó đã trốn ở nơi nào mà nó đi thoát khỏi. Và qua tìm xung quanh thì ngài nhận thấy có một con khỉ lớn, nó nằm hai chân bên cành cây này, hai tay bên cành kia, cây kia, và đã chết trong cái tư thế như thế. Thì qua đó ngài biết rằng con khỉ chúa này nó đã hy sinh thân mạng của mình để cứu đi đàn khỉ nhỏ. Mà con khỉ chúa đó tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Thì đó là cái cách mà bố thí, gọi là bố thí về nội tài, quên cả thân thể mình để giúp cho đồng loại hay là những nhân loại xung quanh chúng ta được an vui hạnh phúc. Và điều đó ai cũng có thể làm được tùy theo tâm nguyện, phát nguyện của mình. Và đó cũng là một trong những cái hạnh tu trì của các vị Bồ Tát. Và về phần bố thí nội tài và ngoại tài, cái thứ hai là bố thí về pháp thí. Pháp thí là chúng ta có thể thỉnh những băng đĩa giảng hay là những máy nghe pháp để chúng ta tặng cho những người không có điều kiện để họ có được cái máy họ nghe, để họ hiểu về những lời dạy của Đức Phật, qua đó mà họ chuyển hóa và sửa đổi tâm tánh để trở thành những người hiền lương. Như sáng nay thì trong cái phần phát quà thì nhóm Phật tử của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng máy niệm Phật, máy nghe pháp đến cho bà con ở trên đảo của chúng ta. Đó gọi là cái phần thí pháp. Còn phần vô quý thí tức là có những ai lo sợ về những cái việc gì mà chúng ta am hiểu, chúng ta có thể giải thích cho họ không còn lo lắng những khi bệnh hoạn mà không có tìm được thầy hay thuốc tốt, thì chúng ta giới thiệu để cho họ qua được khỏi cơn bệnh hoạn trong lúc điều trị đó. Đó là chúng ta đã giúp họ bớt đi cái phần lo lắng và lo sợ, là cái phần vô quý thí. Và thứ hai là chúng ta cũng phải thực hiện theo những lời dạy của các vị Bồ Tát, thì chúng ta luôn gìn giữ căn bản nhất, đó là năm giới cấm mà chúng ta đã quy y. Thì quý Phật tử khi quy y, chúng ta đã được các vị bổn sư nhắc nhở thọ trì năm giới. Quý vị nhớ hết năm giới không? Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cướp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Và thứ năm là không uống rượu. Thì trong năm giới đó, khi chúng ta quy y rồi thì chúng ta cần nên gìn giữ. Gìn giữ được năm giới cấm này, chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc trong đời sống hiện tại. Và chính trong đời sống hiện tại chúng ta được an vui hạnh phúc thì đó là cái nhân tố khi chúng ta có trăm tuổi già chúng ta mới theo được con đường của Phật và chư vị Bồ Tát. Thì giới thứ nhất Đức Phật dạy tất cả những loài chúng sinh có mạng sống là người Phật tử, khi đã quy y rồi thì chúng ta không nên được sát hại mà cần nên thực hiện cái pháp phóng sanh để tăng trưởng những công đức và tuổi thọ của mình.
Còn giới thứ hai là chúng ta không được gian tham trộm cướp, tức là tất cả những tài sản ngọc ngà châu báu tiền bạc thuộc về quyền sở hữu của người khác, thì khi chúng ta quy y rồi chúng ta không được gian tham trộm cướp, tức là lấy của người khác. Bởi vì người ta đã tạo ra những của cải cũng chính là những mồ hôi nước mắt trong công ăn việc làm, chứ không phải tự nhiên mà có. Nhưng mà chúng ta đoạt, chúng ta cướp lấy thì chúng ta đã tạo những cái nhân bất thiện, và từ đó chúng ta sẽ khổ đau trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chẳng những không gian tham trộm cướp của cải người khác, mà chúng ta còn phải biết tu tập cái hạnh là bố thí giúp đỡ cho những người khó khăn để tăng trưởng công đức. Và giới thứ ba là chúng ta không được tà dâm. Tức là quý vị Phật tử, những vị bên ngoài có đời sống gia đình, có vợ, có chồng, thì khi đã lập gia đình, có vợ, có chồng rồi, thì chúng ta không được sanh lòng lăng chạ thay đổi vợ chồng, để rồi làm cho gia đình mất đi cái hạnh phúc của mình, mà sanh ra ghen tương phiền muộn ở trong cuộc sống. Mà chúng ta nên giữ một lòng chung thủy với người bạn đời của mình. Đó là chúng ta giữ được cái giới không tà dâm, là giới thứ ba mà Đức Phật đã dạy cho người Phật tử tại gia của chúng ta. Và giới thứ tư là chúng ta không được nói vọng, là nói dối đó. Chuyện không nói cho có, chuyện có mình nói thành không. Và đến đầu này thì nói chuyện đầu kia, đến đầu kia nói chuyện đầu nọ. Và để làm cho người ta hiểu lầm, sanh ra cái sự bất hòa trong cuộc sống. Đồng thời chúng ta cũng không được nói lời ác khẩu, tức là chửi bới, nguyền rủa, mắng nhiếc người khác làm cho họ đau buồn. Và cũng không nên nói lời thiêu dệt, là đường mật ngon ngọt để gạt gẫm người khác. Trong những điều đó chúng ta cần nên tránh, mà cần nên nói những lời chân thật, và nói lời làm sao cho mọi người chung quanh thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thì đó là chúng ta thực hiện được giới thứ tư mà Đức Phật đã dạy. Giới thứ năm là chúng ta không được uống rượu, hoặc là dùng tất cả những cái chất xì ke ma túy có tính cách làm mê say tâm hồn của mình, không còn tỉnh táo để mà chúng ta tu tập một cách tốt đẹp. Quý vị thấy những người khi mà họ nghiện rượu rồi, họ uống rượu vào rồi họ say, thì họ đâu còn hiểu biết những cái gì là phải là trái. Do đó họ có những cái hành động mà sau đó có thể là vi phạm pháp luật, mà vướng thân vào con đường tù tội. Tất cả những sự án mạng hình sự, quý vị xem đa số đều do những người mà say xưa rồi không còn tỉnh táo mà hành động, để rồi khi tỉnh lại thì cái việc nó đã lỡ rồi. Chính vì thế mà Đức Phật không cho những người Phật tử tại gia uống rượu. Bởi vì khi rượu say rồi, chúng ta không còn cái tính cách của là một con người bình thường, mà chúng ta tu tập mà không có được tỉnh táo thì không xứng đáng là một người Phật tử. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy, đã là người Phật tử quy y thì nên tránh những thứ say xưa như là rượu, xì ke và ma túy. Đó là cái phần trì giới, ngũ giới căn bản nhất mà năm giới Phật tử đã quy y cần nên giữ. Cái thứ ba là cái hạnh nhẫn nhục. Khi lễ bái các vị Bồ Tát, Quan Âm và Địa Tạng thì chúng ta phải nhớ đến những cái hạnh nhẫn nhục của các vị này. Ở dân gian chúng ta có cái câu chuyện về Quan Âm Thị Kính. Chắc đa số quý vị ở đây đều hiểu phải không? Sở dĩ Thị Kính mà Ngài có cái lòng nhẫn nhục, mình là một người nữ để đi xuất gia mà sau đó bị tai tiếng với thị màu, nhưng mà Ngài vẫn giữ một lòng, không một lời than khoán. Chính vì cái tâm mà nhẫn nhục như thế, người ta đã tôn sùng cho Ngài như là một vị Quan Âm Bồ Tát. Thì trong cuộc sống có những cái điều trái tai gai mắt chúng ta khó nhận nhịn được, nhưng chúng ta cố gắng mình tập, mình nhẫn nại với cái tinh thần của Ngài Quan Âm, thì trong cuộc đời chúng ta
mới được an vui. Và Ngài Địa Tạng cũng vậy, Ngài cũng có một cái tâm nguyện để giáo hóa chúng sinh. Mà tiền thân của Ngài trước đây cũng là một thời tiền kiếp, Ngài làm một cái nghề gọi là nghề đồ tể đó quý vị. Thì gia đình của Ngài ở gần một cái ngôi chùa, thì thường Ngài ông đi mua heo về để mà làm heo cho bà vợ bán thường ngày ở dưới chợ. Thì thông thường cũng như mỗi ngày, một hôm ông mua một con heo về và ông dặn bà vợ là khuya nay bên chùa đánh trống công phu, thì bà dậy nấu nước xong rồi kêu tôi dậy để mà tôi làm heo để sáng ra chợ bán thịt. Thì đêm đó thầy trụ trì bên chùa nằm ngủ mới mơ thấy có một con heo nó đến, nó báo mộng. Nó nói rằng, thưa thầy, khuya nay thầy làm ơn thầy đừng đánh trống công phu, thầy nghỉ một bữa đi. Hòa thượng hỏi sao vậy? Thì con heo mới nói rằng, thưa thật với hòa thượng là gần bên có cái ông đồ tể, ông mua con hồi chiều hôm qua về. Và tối nay ngài đánh trống công phu là ông sẽ dạy thọc quyết con để mà làm thịt bán. Cho nên ngài thương con thì ngài khuyên ai nghỉ công phu một bữa, bởi vì nếu con chết á thì con cũng an phận. Nhưng mà hiện tại là con có mang thai, ở trong bụng con có 6 đứa con nhỏ, cho nên con thương con, thành ra con đến báo mộng cho hòa thượng. Nếu hòa thượng thương con thì tối nay nghỉ công phu một bữa. Thì hòa thượng nằm mơ thấy những điều mộng như thế, mà xưa nay hòa thượng chưa bao giờ nằm mơ thấy những điều gì. Cho nên là ngài giật mình, ngài thức dậy, ngài nói rằng, ủa sao hôm nay mình nằm ngủ thấy những cái điều lạ như thế. Nhưng mà thôi, nếu cái điều này nó là thực tế, thật sự như vậy, thì bây giờ ngài nằm ngủ tiếp, cho ngài thấy lại một lần nữa, thì ngài mới tin tưởng vào điều đó. Và hòa thượng nằm xuống ngủ thì hòa thượng lại thấy con heo đến cũng báo mộng y như những lần trước. Thì qua đó hòa thượng thức dậy mới dặn với tất cả các thầy nhỏ trong chùa, thôi khuya nay quý thầy lên thắp đèn, thắp nhang cúng Phật, thôi đừng đánh trống công phu, mình nghỉ một bữa. Nhưng hòa thượng không nói điều gì hết, lý do nào hết. Thì quý vị biết, cái nhà kế bên cái ông mà làm heo đó, khuya đó đâu có nghe tiếng trống công phu đâu, thành ra rồi ngủ quên tới sáng. Tới sáng khi mà ông giật mình dậy thì ông thấy bà vợ còn nằm ngủ, ông mới đến kêu sao bà không dậy mà bắt nước rồi kêu tôi dậy làm heo, bây giờ sáng trắng rồi thịt đâu mà bán. Thì bà vợ bà nói rằng, hồi hôm tôi không có nghe ở bên chùa đánh trống công phu cho nên là tôi ngủ luôn. Thì lúc bấy giờ ông chồng là ông mà làm heo, ông rất là giận dữ. Ông mới cầm cái con dao mà thọc huyết heo thường ngày đó, ông chạy qua bên chùa, ông gõ cửa, ông kêu thầy trụ trì ra, ông la cho một chập. Ông nói rằng là mấy thầy chỉ có cái việc mỗi ngày là công phu thôi, mà không đánh trống công phu, để bữa nay tôi lỡ cái bữa làm heo thịt đâu mà bây giờ tôi bán ngoài chợ. Thì thầy trụ trì cũng không có giận hờn gì hết, mới mời ông, nói thôi ông cứ bớt nóng một chút, ông vào đây để mà tôi nói cái chuyện này cho ông nghe. Thì khi hòa thượng mời cái ông công si heo đó vào, hòa thượng mới rót trà mời ông uống, rồi hòa thượng mới trình bày qua cái giấc mơ mà hòa thượng đã thấy hồi tối. Con heo nó đến, nó báo mộng rằng nó có mang thai, có 6 đứa con trong bụng, nó sợ tối nay đánh trống công phu thì bên đó ông thọc quyết ông giết nó chết, thành ra nó thương con nó quá, nó mới báo mộng cho tôi để tôi không công phu, để ông không giết nó mà 3 ngày nữa nó sẽ sanh ra. Thì ông đồ tể, ông làm heo này, ông không có tin cái chuyện đó, ông mới nói rằng, thôi được, bây giờ hòa thượng đã trình bày cái giấc mơ như thế, tôi tạm thời là tin hòa thượng và tôi sẽ để con heo này lại trong 3 ngày. Nếu mà con heo này nó không sanh đẻ ra 6 con heo con như cái giấc mộng mà hòa thượng vừa nói,
thì tôi sẽ qua tôi đốt chùa ngài luôn. Và ông nói như thế. Và ông đi về, ông xách dao ông về, ông đi mua heo khác ông làm ông bán. Và thưa quý vị, thật sự 3 ngày sau con heo nó sanh ra đúng 6 con heo con, đúng như giấc mơ hòa thượng đã báo cho cái anh đồ tể này. Chừng đó anh mới giật mình, anh sám hối ăn năn và anh quy hồi trở lại. Anh mới giao tất cả những tài sản, những công việc làm của anh, nào giao thọc quyết cho tới tất cả tiền bạc cho vợ cho con. Anh sang bên chùa, anh xin quy y và anh xin xuất gia tu học để anh sám hối ăn năn cái lỗi lầm mà xưa nay anh đã sát hại quá nhiều con heo. Và cái tích đó quý vị biết, khi ngài đã sang vào chùa cạo tóc xuất gia, hòa thượng cũng độ cho anh như bao nhiêu những vị tu sĩ khác. Nhưng mà do cái đời trước, cái lúc anh còn ngoài thế, anh làm cái nghề đồ tể, thành ra anh vào anh tu, cái nghiệp thức nó còn nhiều quá ở trong lòng anh, và do đó mà các thầy xung quanh cũng ít có ai cảm mến được. Bởi vì những cái người mà cái tâm nó không có được tốt đẹp, tâm ác nhiều quá thì nó cũng thể hiện bên ngoài những cái lời ăn, tiếng nói, cử chỉ của những cái người bất thiện. Do đó chưa được chuyển hóa nhiều thì cái tâm ác đó nó cũng thể hiện phần nào ở trong đời sống của đại chúng tu sĩ. Do đó các vị xung quanh cũng không có cái cảm mến lắm. Thành ra là trong chùa thì được cử cho mỗi vị một ngày có một cái trực nhật làm một cái công tác cho đại chúng. Thì một hôm ông được lãnh cái trách nhiệm là khuya dậy để mà thắp nhang, thắp đèn, rồi đánh kiển, đánh trống để cho các thầy dậy cùng lên chánh điện công phu. Thì cái ngày ông trực nhật khuya 4 giờ là quý thầy phải dậy công phu rồi. Thì mấy thầy nhỏ vì không có thích cái hạnh của ông và ông đã làm phiền nhiều lần, cho nên là các thầy lên phá phách bằng cách là thổi đèn ở trên chánh điện tắt hết, rồi đem giấu hết những cái gì bật lửa. Mà ngày xưa thì người ta lấy lửa bằng ống cúi, không biết quý vị biết ống cúi không? Người ta lấy rơm, người ta dấn lại như cái bính tóc của mấy cô vậy, mà bự bằng cái bắp tay, rồi họ treo ở trên nhà, họ đốt lửa luôn suốt như vậy. Rồi mỗi lần muốn có lửa phải đến cái ống cúi đó mồi mới lấy lửa mà thắp đèn hoặc là nấu ăn. Thì bây giờ mấy cái ống cúi đó mấy chú nhỏ, mấy chú tiểu đem dập tắt hết rồi. Thành ra bây giờ khuya ông lên không có cái gì là để mà có lửa mà thắp đèn lên được hết. Mà không thắp đèn, thắp nhang lên được để mà đánh kiển, đánh trống cho đại chúng dậy công phu thì sáng ông sẽ bị hòa thượng chủ trì rầy la. Mấy chú định như vậy. Thành ra khi ông lên, đèn đuốc tắt hết, tìm lửa không có. Ông mới ra phía trước, ông đứng, ông nhìn ngoài sân, thấy xa xa, cách xa, có một cái ánh đèn ở trong một ngôi nhà. Ông nghĩ rằng có cái ánh đèn thì nơi đó có lửa. Cho nên là ông cầm cái ngọn đuốc, ông chạy tới chỗ cái nhà đó để xin tí lửa về thắp đèn cho đại chúng tụng kinh công phu. Và khi ông chạy đến một cái bìa trên cái hòn đảo rừng rậm cây cối tùm, thì ông chạy ngang có một con sư tử ở trong lùm, nó nhảy ra, nó vồ ông. Nó vồ để chụp được ông. Thì ông mới phát nguyện như thế này, ông nói rằng hôm nay tôi đang có cái Phật sự, tức là cái trọng trách để mà trực nhật cho đại chúng dạy công phu tu tập. Mà công việc này tôi làm chưa trọn vẹn, cho nên là tôi nguyện với là con sư tử đó là cho tôi thực hiện tròn cái công việc làm của tôi trong ngày hôm nay. Sáng ngày mai tôi sẽ vào đây tôi nạp mình cho ngài ăn. Thì con sư tử này cũng là một con sư tử tánh linh, nghe cái lời nguyện của ngài như thế như vậy thì con sư tử buông ra và ngài đã mồi được ngọn đèn chạy về thắp đèn cho đại chúng công phu. Và công phu xong, sáng hôm sau ngài mới ra trình trước hòa thượng và đại chúng trong buổi ăn sáng, thưa rằng ngày tối hôm qua trực nhật do cái sự việc xảy ra như thế, và ngài đã đi mồi lửa, đã gặp con sư tử, và ngài cũng đã hứa hẹn với nó sau khi xong việc sáng nay ngài sẽ vào nạp mình y như lời ngài đã hứa.
thì Hòa Thượng nghĩ rằng những người tu cần nên giữ những cái lời mình đã hứa, dù là những cái lời hứa với những loài súc sinh. Cho nên là Ngài vẫn để cho cái ông đồ tể này tiền trước đây để đi làm tròn cái lời hứa của mình với con sư tử. Thì sáng hôm sau quý vị biết Ngài đã trở vào để gặp con sư tử, gặp con sư tử và nói lời cái lời hứa của mình là xong công việc, bây giờ đến đây để nạp mạng. Thì con sư tử lại thử Ngài. Sư tử này không phải sư tử thường mà là những cái vị Bồ Tát hóa thân để thử cái tâm niệm của Ngài trong cái bước đường tu tập có nhẫn nại được cái sức chịu đựng hay không, và có quên mình để lo cho cái việc Phật sự hay là vẫn còn trọng thân. Cho nên là con sư tử mới nói rằng thôi bây giờ thịt của ông nó cứng lắm, tôi ăn khó lắm, tôi già rồi, răng yếu rồi. Bây giờ đó là ông hãy trèo lên cái cây cổ thụ to đó, đó. Rồi ông nhảy xuống ở dưới cái tảng đá này để cái thịt ông nó mềm đi rồi tôi ăn. Thì ông nghe như vậy, ông cũng thực hiện đúng và ông leo lên cây cổ thụ, ông mới buông mình rơi xuống. Rơi xuống thì quý vị biết sao không? Con sư tử nó đến nó hứng luôn cái ngày ngồi trên lưng đó, nó cởi ngày đi. Cho nên quý vị thấy có nhiều hình tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi trên con sư tử, mà người ta còn gọi là cái đề thính đó. Ngay cả những vị chứng tế mà theo đàn xưa đó đều có cái treo cái hình của Ngài Địa Tạng ngồi trên con sư tử. Mà con sư tử đó là những vị Bồ Tát hóa thân để thử lòng của Ngài Đồ Tể. Còn Ngài Đồ Tể đó chính là tiền thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên qua cái hạnh tu tập của các ngài như thế thì chúng ta đã là người Phật tử, khi lễ bái cúng dường các ngài chúng ta cũng nên tập những cái hạnh nhẫn nại như thế để mà ứng dụng trong cuộc sống khi chúng ta gặp những điều trái tai gai mắt. Cũng như hình ảnh của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta đây quý vị thấy Ngài một cái tay bên đây là bật ấn như thế này. Thì khi mà lễ bái Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở nơi chùa của chúng ta tôn thờ, ở ngoài lộ thiên hoặc ở trong chánh điện, thì chúng ta cũng nhớ Ngài luôn nhắc nhở chúng ta thực hiện ba điều. Và với đôi mắt nhìn lại trong cái trái tim của mình là tâm của mình á, quý vị nhìn lại đây để mình xem có ba điều này không. Ba điều này là gì? Tức là tham, sân và si. Đó là ba cái phiền não căn bản nhất của chúng sinh mà tất cả con người ai cũng có. Như vậy khi có cái tham, tâm tham khởi lên, chúng ta nhìn lại biết tâm mình có, thì chúng ta điều phục chuyển hóa đừng tham. Khi chúng ta gặp những điều sái ý nghịch lòng, chúng ta nóng giận lên, thì chúng ta phải nhớ đến Ngài Quan Âm Bồ Tát dạy chúng ta nên bỏ sân. Và điều thứ ba, khi chúng ta là si mê chạy theo những cái gì mà nó làm cho chúng ta đau khổ mà chúng ta vẫn gieo mình vào, thì chúng ta nên bỏ. Đó là chúng ta thực hành theo những cái điều dạy của Ngài Quan Âm và Ngài Địa Tạng. Đó là cái phương pháp nhẫn nhục. Quý vị biết ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng vậy. Lúc Ngài còn tại thế, một hôm Ngài đi khất thực, ôm bình bát mỗi sáng cùng với các vị tỳ kheo đi vào ở trong thành để mà hóa duyên. Các Phật tử dâng thức ăn cúng dường để về thọ trai mà độ nhật hành đạo. Thì Ngài đi qua một khu làng, thì có một khu làng đó do không có tín tâm với chư tôn Đức Tăng hay Phật Pháp, do đó là dân ở trong làng ra chửi Ngài một cách rất là thầm tệ. Chửi đến lúc mà Ngài A Nan là một vị thị giả đi phía sau lưng mà nghe những lời chửi của dân ở trong làng, Ngài chịu còn không nổi. Ngài mới thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ở đây dân làng họ chửi mình quá, mình nên đi tìm chỗ khác mà hóa duyên. Đức Phật mới hỏi A Nan: bây giờ đi đâu bây giờ? Ngài A Nan nói rằng là mình nên đi sang cái làng kế bên. Đức Phật mới nói rằng: giả sử như sang cái làng kế bên rồi dân làng kế bên họ cũng chửi mình như dân làng ở đây thì ông nghĩ sao? Ngài A Nan nói rằng: bạch Thế Tôn, nếu như vậy mình sẽ đi tiếp tục qua cái làng kế bên nữa. Đức Phật lại nói: nếu sang cái làng kế bên rồi họ cũng chửi nữa thì sao?
Ngài A Nan lại cứ nói tiếp tục đi sang ngôi làng khác. Đức Phật mới nói rằng: này A Nan, không nên như thế. Nhân ở đâu là phải diệt ở đó. Ở nơi đây người ta không có cảm mến mình, thiện cảm mình, họ gây cái nhân bất thiện, thì mình làm sao phải chuyển hóa để họ có lại cái tín tâm đối với Phật Pháp. Chứ không nên từ bỏ nó mà ra đi sang một chỗ khác. Và quý vị biết cuối cùng dân làng đó chửi từ sáng tới trưa, Đức Phật vẫn đứng lặng thinh, không có một lời nào để mà hồi đáp lại tất cả quý vị đó. Thì dân làng cuối cùng mới hỏi Đức Phật rằng: này ông Sa Môn Cù Đàm, hồi sáng tới giờ chúng tôi chửi Ngài quá nhiều, Ngài có nghe không? Đức Phật nói rằng: có nghe, bởi vì mình có lỗ tai thì ai nói gì chửi gì mình nghe chứ, sao lại không nghe? Đức Phật nói: có nghe. Thì các vị hỏi: sao Ngài nghe mà Ngài không có một cái phản ứng nào hết vậy? Thì Đức Phật không trả lời thẳng cái câu hỏi của những vị trong làng đó, mà Ngài nói như thế này. Ngài đưa một cái thí dụ. Ngài nói giả sử như bây giờ các ngươi đi ăn đám giỗ nhà những người thân, rồi sau khi các ngươi ăn giỗ xong, những người trong gia đình thân thuộc đó mới đem quà, bánh tét, bánh ít, trái cây gì đó biếu cho các ngươi để về. Mà khi chủ nhà đã biếu những cái phẩm vật đó và các ngươi không nhận lấy thì cái quà đó thuộc về ai? Thì các vị trong làng nói cái chuyện rất quá dễ. Bây giờ người ta tặng quà mình không nhận thì quà đó về chủ nhà chứ về ai nữa. Thì Đức Phật nói cũng vậy. Sáng giờ các ngươi chửi ta nhiều quá, nhưng mà ta không có nhận. Mà không nhận những lời chửi đó thì những lời chửi đó thì thuộc về các người đã chửi mà thôi. Thì qua đó Đức Phật mới nói rằng là kẻ ác hại người hiền giống như là ngước mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt nó sẽ tự rớt lại mặt mình. Hay là giống như cái hành động mà chúng ta cầm bụi mà tung ngược gió vậy. Chúng ta tung bụi ngược gió như thế này thì gió chiều này nó sẽ bay lại mà chúng ta ảnh hưởng. Do đó những lời nói ác, thóa mạ người khác thì chính chúng ta đã nhận lãnh cái hậu quả hơn ai hết. Cho nên là học theo hạnh của các vị Bồ Tát thì chúng ta cần thực hiện những điều mà Ngài đã tu trì và nhắn gửi cho chúng ta. Nhẫn nhục, rồi chúng ta tiếp tục cái phần thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn là cố gắng. Cố gắng là chúng ta biết được những cái pháp là bố thí trì giới nhẫn nhục, nó có những cái lợi ích cho cuộc sống của chúng ta được an lành. Thì chúng ta tinh tấn duy trì để mà thực hiện cái phương pháp đó. Chứ không nên tinh tấn là cố gắng mình theo những cái thói hư tật xấu ở ngoài thế gian. Chúng tôi được biết hôm nay cũng là cái ngày sinh nhật của Phật tử Ngọc Đặng. Mà sinh nhật thì quý vị biết thông thường ở ngoài người ta sẽ như thế nào. Họ tổ chức một cái buổi tiệc để họp mặt gia đình, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc. Mà trong buổi tiệc đó đó thì ít nhiều cũng rất là nhiều sinh mạng đã chết để phục vụ cho cái buổi tiệc đó. Gà, vịt, heo, bò, nếu giàu, nếu có. Nhưng mà khi chúng ta biết đạo, những ngày sinh nhật của chúng ta, chúng tôi nghĩ rằng nên tạo những công đức lành. Nội trong cái ngày sinh nhật của Phật tử Ngọc Đặng mà tất cả gia đình, ba mẹ, anh chị em đều đồng tâm hợp lực để trở về chùa Long Hưng này, thực hiện những cái pháp như là cúng dường, tôn tượng, rồi bố thí cho người nghèo, phóng sinh và làm những cái việc trai tăng, cúng dường chư tôn đức. Thì cái điều đó, cái phước đức công đức nó mới được tăng trưởng. Cho nên là chúng ta tinh tấn, là tinh tấn trên cái mặt lành, mặt thiện, chứ không nên hướng theo những cái mặt mà bất thiện để rồi chúng ta luôn gặp những điều khổ đau ở trong cuộc sống. Và cái phần thứ năm là phần thiền định, tức là sống trong cái đời sống xã hội hiện nay, nó nhiều công việc, nhiều điều để làm cho tâm tư chúng ta không được an định, rối loạn. Chúng ta chạy theo cái thời đại nhiều mặt quá, cho nên tâm chúng ta bất ổn. Chính vì vậy mà chúng ta cần nên thực hiện cái phương pháp thiền định của nhà Phật. Thiền tức là giúp cho chúng ta trở về với nội tâm, lúc nào cũng để tâm mình nó thanh tịnh, an bình, không suy nghĩ mông lung để nó được bất an trong cuộc sống. Đó là cái pháp thiền định. Mà có thiền định tức là chúng ta phải dùng cái trí tuệ
là dùng cái tư duy suy nghĩ cái nào làm cho chúng ta an, cái nào làm cho chúng ta không an. Ngày xưa có một vị Phật tử đến thưa hỏi Hòa Thượng là xin Hòa Thượng dạy cho con cái pháp nào tu để cho con được an ổn cái tâm hồn, tâm con nó bất an quá. Và tâm con nó nhiều cái bận rộn trói buộc quá, không thể nào an ổn được. Hòa Thượng mới nói rằng ông đưa tâm ra đây ta an cho. Và ai trói buộc không? Thì ông nhìn lại chính là những cái gì trói buộc thì đều do mình quân tập mà ra, để rồi mình bị bất an mà thôi. Do đó hôm nay trong cái ngày trở về chùa Long Hưng tham dự lễ an vị tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì chúng tôi cũng có đôi lời để chia sẻ nhắn gửi cùng các Phật tử hiện diện ở đạo tràng Long Hưng này, trong cái tinh thần lục độ của chư vị Bồ Tát đã hành trì tu tập. Mong rằng quý vị cũng nên noi theo gương của các ngài và chúng ta tu tập trong cái pháp lục độ để có được cái sự an lạc giải thoát ở trong đời sống hiện tại. Và đó chính cũng là những cái nhân tố mà được an vui giải thoát trong nhiều đời nhiều kiếp của tương lai. Thì nhân đây chúng tôi cũng rất là tán thán cái tinh thần của Đại Đức Thích Minh Hòa trụ trì chùa Long Hưng, mặc dầu ở trên một cái hòn đảo xa xôi, nhưng với cái tinh thần phụng sự đạo pháp, ngài cũng đã tổ chức để cho các Phật tử nơi đây về tu tập trong một cái khuôn viên mái chùa tuy là nhỏ hẹp nhưng mà đầm ấm. Và đồng thời cũng xin tán thán cái công đức của gia đình Phật tử Ngọc Đặng đã phát tâm cúng dường tôn tượng Địa Tạng cũng như Quán Âm, đồng thời hộ trì một số Phật sự cho chư tôn đức, chẳng những ở tại các tỉnh phía Nam mà hôm nay đã về thành phố Cam Ranh nơi hòn đảo xa xôi này để thực hiện những cái Phật sự góp phần cho bổn tự ngài được trang nghiêm và trên con đường Hoằng Dương Chánh Pháp đạt được nhiều kết quả. Sau cùng xin kính chúc đến toàn thể quý vị hiện diện cùng gia đình luôn được mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và tiến tu trên con đường học Phật giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.